Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Trong đại diễn quang, khoảng cách của Thanh Hư Quan đang còn rút ngắn, sao lại thấy được? Khi ta ở trên phá hiểu thôi động càn khôn quyết, cảm nhận được tồn tại của 12 khu mặc hạm khác. Lúc trước những khu mặc hạm này đều cách đại diễn quan khá xa xôi, căn bản không thể nào lợi dụng càn khôn quyết để truyền tống. Bây giờ ta có thể cảm ứng được khu mặc hạm của đối phương, chứng tỏ khoảng cách của chúng ta không xa hơn so với các quan ải khác. Thì ra là như vậy, chả trách gần đây năng lượng truyền tống của đại trận nội quan lại giảm đi không ít, xem ra khoảng cách giữa các quan ải quả thật là đã giảm đi. Nói như vậy, ở điểm cuối của hư không này, 100 quan ải không phải là sẽ hội tụ thành một nơi hay sao? Không sai. Vậy sức mạnh của nhân tộc cuối cùng cũng có thể tụ tập lại rồi, không cần phải tự chiến đấu, tốt quá rồi. Mặc dù nói là như vậy, nhưng rốt cuộc tại sao lại như vậy chứ? Dương Khai, ngươi có ưu thế đối với cảm ứng khu mặc hạm, sau này chú ý đến vị trí khu mặc hạm của quan ải khác, phán đoán khoảng cách hai bên, được. Trong đại diễn quan dày đặc bầu không khí sơ xác tiêu điều, mặc dù không có mệnh lệnh chính xác truyền đạt, nhưng tất cả mọi người đều đã có dự cảm. Khi đại quân của nhân tộc hội tụ, chính là lúc quyết một trận sống chết với mặc tộc. Bên kia có người đang giao thủ. Không đúng, khoảng cách xa như vậy, cửu phẩm và vương chủ giao thủ cũng không đến mức sản sinh ra sóng lớn như vậy. Mẹ nào, đã kích phát đến cấm chế có quy mô lớn gì rồi hay sao? Là lão tổ, các lão tổ đã xuất động rồi. Chỉ có lão tổ sử dụng truyền tống đại trận mới sản sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Chả trách nói, yếu tiếu lão tổ lại rời khỏi. Là phong vân quan lão tổ. Còn có thanh hư quan lão tổ. Hai vị lão tổ liên thủ bảo vệ ba tòa quan này. Sóng còn mãnh liệt hơn trước đây, nhất định là lão tổ đang chiến đấu ở đó. Lẽ nào đã phát hiện ra các vương chủ chạy trốn rồi sao? Cái đám người bị ổi này. Ngư huynh, bên này giao lại cho huynh, ta sẽ nhanh chóng quay về truyền tống qua đó. Đúng là nóng lại thật, đây rốt cuộc là sao? Có lẽ là quan ải khác chịu phải tập kích, thanh hư quan lão tổ đi về ngăn chặn. Lão tổ. Bái kiến lão tổ, trước đây làm không tệ. Với phẩm chất của khai thiên cảnh, một người chém chết một vị vực chủ của mặc tộc, chém một vị mặc đồ cửu phẩm, đặt ở cả mặc chi chiến trường này, từ thời cổ đến nay chỉ có một phần. Ơi, lão tổ quá khen rồi, đáng tiếc với bản lĩnh của người, nếu như có thể thành cửu phẩm, còn có tác dụng hơn với những lão già chúng ta, chỉ là bản thân người chỉ giới hạn đến bát phẩm. Nếu như có thể tìm thấy càn khôn nử, có lẽ có thể phá vỡ xiềng xích này. Lão tổ nói sai rồi, nếu như lần này có thể triệt để giải quyết được hai tai họa của mặc tộc, sau này bát phẩm hay là cửu phẩm ta thì có gì khác biệt đâu. Cũng đúng, nếu thật sự là như vậy, mấy lão già chúng ta cũng có thể quay về thế giới tam thiên rồi. Lão tổ, tình hình nghiêm trọng hay không? Tự tìm đường chết mà thôi, nhưng mà mặc tộc có một khuyết điểm chí mạng. Tên tiểu tử ngươi có biết là gì hay không?